Nhưng anh thấy người mẹ hiền này đau khổ nhiều lắm rồi. Anh không thể nào mà anh làm ngơ. Anh đến đây, anh nhích chút xíu thời gian ra, anh đến đây để anh tâm sự cùng em. Wow. Mong rằng những ngày hôm nay những gì anh nói, em hãy hồi tâm chuyển ý. Mỗi ngày nằm đây niệm Phật sám hối, cầu nguyện cho người mẹ này luôn bình an. Hãy tới cầu nguyện cho mình nha em nha. Dạ. Một lời nói nặng với mẹ mình là cái nghiệp, cái tội đó nặng lắm. Húng hồ chi em từng cầm đồ phán mẹ mình. Anh có nói sai không em? Alo, chào quý vị khán giả. Bữa nay hai lúa đi nhiều chuyện tiếp nào quý vị khán giả ơi. Đi qua kiếm nhà bà cụ 77 tuổi xì cà que một giò, mà bây giờ đi tiếp tục đi nhiều chuyện để tìm hiểu câu chuyện này thật hư ra sao. Bây giờ cả nhà đi theo sang nhiều chuyện bà cụ 77 tuổi tập 3 nha. Có con bị nằm chỗ. Bây giờ đi nhiều chuyện thôi. Nha. Thấy em đẹp gái em mới mua thiếu á.
Một chú một. Hội nữ hoàng 18. Hả? Giỡn nữa ha. Anh đâu có giỡn, anh nói thiệt mà. Lấy chiếc xe à. Mượn cái xe này đi. Gặp con vợ mập nó cho có 20.000 bạc à. Lấy chiếc xe à chứ. Đó đó đó, thấy không? Lo nói chuyện anh đổ ra ngoài luôn rồi. Thấy không? Hình như anh với em có duyên á. Nhớ cha rồi. Đổ hết ra ngoài rồi. Có cái ngang rồi. Hội nữ hoàng 18. Cái ngang á đổ hả? Đổ ra ngoài hết trơn à. Hội nữ hoàng 18. Đổ từ từ thôi chứ đổ ngoài. Tắt. Hội nữ hoàng 18 ngàn. Không đi, phải có người quay phim nữa kìa, thấy chưa? Ca sĩ. 20 á. Dạ. Còn thiếu 5.000 đi anh đó, hối rồi vừa gỡ lại đôi dép lá anh vọng lại trả 5.000 nữa. Này à. Hả? Lấy kiếm này chứ không lấy đôi dép. Lấy kiếm hả? Lấy té chết luôn á. À bỏ đôi dép nó không mất mạng, mà mất cái kiếm là mất mạng. Ca sĩ thì có người quay phim. Không phải ca sĩ đâu. Nè, vợ mặt tôi có 20.000 nè. Thiếu 5.000 nha. Ôi anh trả lời đôi dép. Hội nữ hoàng 18 ngàn. Bỏ đôi dép nè, 5.000 á, chồng lại lấy. Hội nữ hoàng 18. Hỏi cho luôn 5.000 kìa. Không lấy 5.000 luôn. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000. Nói chơi chứ trả em 5.000. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 1 ký. Tôi dép đó à. Hội nữ hoàng 18.000. 20 nữa nè. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 1 ký. Đánh vụ em nó xù 5.000 là không được. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 một ký. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 một ký. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 một ký. Hội nữ hoàng 18.000. Hội nữ hoàng 18.000. 18.000 luôn này hả? Chú biết cái nhà cái bà hai mẹ con mà ở nhà quen mà bị bệnh không? Bệnh nằm chỗ. Hai mẹ con ở gần gần đâu đây nè. Con đông lắm. Nè, đây nè. Bà con đông lắm hả? Ở. Mấy người con là chú? Không biết, thấy đông lắm á, con đông. Con đông lắm hả? Rồi bây giờ cái người con nó bị bệnh lâu chưa chú? Nó bị đụng xe, nó mua cái xe nó chạy á rồi nó dạ? Nó tông vô xe của người ta. Chứ đâu phải nó bệnh. Nó tông xe lâu chưa chú? Lâu rồi. Tính kiếm hỏi coi cái cuộc sống bả định kiếm con nhờ cái làm thuốc mà nghe nói người con này lúc trước sống mà có hổn với bả gì lắm không? Không biết nữa. Không biết. À, coi gia đình thì con đông lắm. À, con đông. Dạ. Đứng ra cái bạn ơi.
à. Nó chơi, nó không làm, không làm cái có gì chạy ra mua xe á. Dạ. Nhậu xỉn xỉn cút luôn cái đi nhậu xỉn vô quốc vô à. Ở bệnh quản vậy. Dạ. Ờ. Chú qua bà kiếm con đến nhờ ấy làm thuốc rồi cho con uống, mà nghe nói thằng này nó hỗn với bà dữ lắm đúng không? Không, cái đó mình không biết. Cái cãi nếu làm được thì cứ làm đi, làm thuốc có gì. Qua hỏi con có hoàn cảnh gia đình như thế nào. Mà dọn về đây ở lâu chưa chú? Mấy năm rồi à. Dọn về mấy năm à. Ở lúc trước bà ở đâu qua xuống à? Rồi bình thường mỗi ngày cái bà cụ đó bà làm cái gì? Mua ve chai rồi. Bà đi mua ve chai. Còn mấy người con kia làm nghề gì? Không biết. Ừ. Khoảng 5 người con không? Không biết, thấy đỡ á. Dạ. Là cũng đầm 3-4 đứa rồi đó. 3-4 đứa hả? Rồi. Rồi coi như bà dọn về đây mới có mấy năm à, ở lại cái nhà quan đó. Có tạm trú tạm vắng vô không? Không biết nha. Ở đây mình phường gì, phường nào? Ở đây Vĩnh Lộc B. Vĩnh Lộc B hả? Công an phường gần đây không? Gần. Xin xuống hỏi hỏi thăm hoàn cảnh như thế nào để mình giúp đỡ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Không, à, không có gì. Dạ. Chào chú. Dạ. Bữa nào rảnh ghé lại uống cà phê chú. Dạ. Rồi. Bây giờ ta đi vô nhà bà co thôi. Cảm ơn nha em. Cơ sở mình đây à? Ở đâu lên? Ở bên Tinh Lửa. Dạ. Muốn hỏi biết cái gia cảnh như thế nào mà để mà mình vô nhà ấy. Sợ mất công bị gạt chứ không gì cái đó. Bây giờ nhiều lắm. Dạ. Cho con vô chú. Không đi đâu á? Đi chơi. Đi chơi hả? Nhà ở đâu mà đi chơi? Nhà ở đây nè. Nhà đó hả? Ừ. Phải nhà không không? Trời ơi. Vậy cái bà lụm dây chai là bà xã chú hả? À? Ừ. Vợ chú hả? À? Rồi con chú mấy đứa? Ba đứa. À, ba đứa hả? À? Rồi đang ở chung nhà hả? À? Ở chung. Ở chung à? Ở chung. Chú đi lụm về chừng nào mới về? Thì bây giờ sắp sửa về. Sắp sửa về hả? Chú ăn gì chưa? Chưa. Thôi vô nhà luôn á, vô nhà con mua đồ ăn cho ăn. Thôi cho tiền đi. Cho tiền đi hả? Ờ, cho tiền gì? Con có tiền, con mới mua hủ tiếu à, hủ tiếu con mua thiếu. Dạ. Vậy chú đi lụm đi chút nữa vòng về. Chừng nào về? Ừ. Dạ. Ê, gặp ông già, ông xã của bả luôn. À, ông đi lụm nha chơi. Kêu ông đi vô ăn hủ tiếu mà ông vô, ông đi lụm chút xíu nữa rồi. Vô. Chút mua hủ tiếu ăn. Giờ là cả nhà đi theo sen vô nhiều chuyện nha cả nhà. Chào cô. Cô đang làm gì á? À. Em tên gì á? Tên Lộc. Hả? Tên Lộc. Em tên Lộc hả? Dạ. Ồ. Em nhiêu tuổi rồi? 48. 48 tuổi hả? Dạ. Ồ. Ủa cái nhà bên này của ai à cô? Của anh ta. Ờ. Rồi tôi mở tiêu lượng đi chai. Dạ. Của anh ta. Ờ. Là chủ bến. À, chủ nhà hả? Dạ,
À, cô chủ đất. Có nhân viên cộng bảo vệ. Có bảo vệ trọng hả? Có ngại làm bệnh á. À hả? Dạ sao? Nó làm bệnh á, tớ nó mới có nghỉ. À, coi như là cái nhà, cái bên này là của nhân viên của bà chủ, nó làm bên kia tối mới về ngủ. Em bị lâu chưa? Tháng mấy quên mất rồi. Hả? Không nhớ. Tháng mấy? Nghe mẹ nói tháng 6, tháng 7 rồi. Em tên gì? Tên gì? Lộc Quang. Cái Lộc Quang hơn không? Em không có thương lại rồi. Con ăn cơm gì chưa? Chưa ăn mới được hả? Hả? Bữa ẩm nó té đó. Nghe hả? Dạ. Ẩm nó té cái chồng nó bùng ra. À. Bữa giờ không nhét vậy đó. Sâu quá. Thôi đừng móc cho nữa. Móc cho nữa dơ lắm, sâu lắm. Dạ, vậy đó. Trời ơi, sao bác lấy tay thọt vô trong đó luôn? Có lỗ như ông trống gì mà lấy tay thọt trọng. Lớn vậy nè. Ở trọng á. Ủa? Trời đất ơi, đi rửa tay đi. Băng. Dạ. Băng trời ơi trời. Dạ em thấy con nhồi em sao? Bình thường. Hả? Rồi cũng bình thường, nó cũng nhức nhức mỏi rồi da mình lăn rồi lại nó nhức thôi. Ờ. Em cử động đi tới lui là đau không? Dạ không. Đi tới lui là... Không đi được. À. Nằm vậy á, để cái thùng gạo đây nè. Đặng cho nó dịch, nó lăn qua. Hả? Cái vú nè, đổ xuống không biết cảm giác. Từ đây đổ xuống không có cảm giác. Giờ không biết. À. Cái chân của em là lật qua bên đây vậy luôn. Cái chân này nó dở. Dở qua bên kia được không? Không. Dở ngay qua bên kia được không? À, hai chân vậy quá vậy ha, buông ra cũng vậy. À, coi như cái bánh chè xương nó đã lật ra đây rồi. Dạ, bánh chè này nó xương là đây. Hồi đó em bị cái gì? Tai nạn giao thông mà bị té xe hay là sao? Không nhớ. Không nhớ hả? Ờ. À. Tới nhà thương mới nhớ rồi, mới biết tôi cái ông, mới nhớ không biết gì hết. Vậy hả? Lúc đó em té xe em có đi nhậu không? Có anh em mà chiều ngủ uống bậy nó mớ gà chứ cô không uống say lắm. Uống bậy mớ hả? Dạ. Đi làm cám á bên... Nằm bên Long An bánh á. À. Bên đường ngã ba mộ. Ngã ba mộ hả? Ngã ba mộ đi vô chậm mấy thôi. Ngã ba mộ. Dạ. Khi đi về là không biết mấy giờ mà tới chừng nào mà cho tôi hay thì ở trở lại. À, trước kia thì 12 giờ đêm rồi. Dạ. Nó có qua bển 12 giờ đêm. Lúc đó, lúc trước kia mà trước khi bị tai nạn em bị cái em làm nghề gì? Cũng đi giác cám đó. Giác cám à? Dạ. Giác ngày được nhiêu tiền? Cũng tùy theo giờ cũng không có nhớ nổi. Vậy hả? Dạ. Rồi giờ bác làm gì? Đó, thì coi chăm sóc rồi đi lệnh cho trai. Ừ. Để nuôi em. Dạ. Ừ. Rồi mà mỗi ngày thuốc men sao? Thuốc men thì mẹ mua. Tiền đâu mua? Dạ. Mẹ thấy bữa nào không có mua. Bữa nào có tiền thì mạnh thường quân cho đó, có tiền thì dính nhất để dành đó rồi mua. Vậy hả? Khi nào mạnh quân cho nhấn nhúc rồi để dành mua. Dạ. Ồ. Chứ giờ đi nhà thương sợ quá tại sợ kim vô tay. Sợ kim vô tay? Ha, mà nó không có hết. Ừ. Sợ kim vô tay này nó hết mình không có nói. Vô qua đó lấy mau lấy này kia nào mà nó không làm không cho hết mình. Dạ.
Cái hiện tại bây giờ á, một mình mẹ nuôi, đi làm dây chai nuôi. Dạ. Yeah. Vợ con em không phụ. Thôi lâu rồi. Thôi bao lâu? Thôi nên mấy năm rồi. Thôi mấy năm hả? Dạ. Yeah. Em có mấy đứa con? Ba đứa. Ba đứa con hả? Nó thường về thăm không? Không, con này con không biết, nó biết không mà con không có lên. Nhiều tuổi rồi? Lớn này con 20 mấy tuổi rồi. Lớn này 20 mấy tuổi hả? Dạ. Yeah. Rồi lúc đó vợ quê ở đâu? Kiên Giang. Ở Kiên Giang hả? Dạ. Yeah. Rồi lên Sài Gòn chung với mình luôn hay sao? Lên ở Tây Ninh. Ở dưới Tây Ninh? Dạ. Yeah. Con bỏ tự đi về anh đó chứ. Thì sao vợ bỏ? Nó đi về nó cũng nhiều cái vấn đề lắm, mình không có nói. Vấn đề thì sao? Em có thể tâm sự cho mọi người biết không? Cái đó là lần đầu tiên là nó cũng nhiều cái giai đoạn lắm. Dạ. Bởi vì nó nói là lúc ông già còn sống á, bây giờ xin về để nó ông già cho cái nền nhà đi rồi là để cho ông ký đi, để sau này mấy nhỏ nó dành. Yeah. À, nó nói là nó xin về như vậy rồi mình thôi làm thanh chứ nói gì giờ. Yeah. À, nó đi luôn à. Đi luôn. Yeah. Vậy thôi chứ không có cự lộn nha. Chú em có hay la mắng vợ nhiều không? Không. Thì phải có vấn đề nó mà nó bổ đi chứ. Không. Thật ra trường hợp thì nó cũng có một cái đứa con nữa đi mặn chung với mẹ. Yeah. Để làm sao con nhỏ nó cũng có bầu đi. Rồi nó sợ mình hay gì cái đó là không biết. Nó không dám nói mà nó đi rồi nó rút lần lần nó đi hết à. Là tức nghĩa là vợ có bầu mà giờ không phải là... Đứa nhỏ con á, nhỏ con có bầu. Con gái của em có bầu. Dạ. Chứ không phải là vợ em có bầu. Ừ. Con gái có bầu liên quan tới vợ mình bỏ mình đi. Nó sợ mình, nó không dám nói. Sợ hả? Mình nghĩ rằng vậy chắc thôi. Chắc em cũng dữ dằn lắm hay sao nó mới sợ. Đó thì mình cũng phải kết thúc cái việc đó, mình mới tức mẹ con đi làm chung rồi ra để cho con có bầu cái việc đó mình phải... Việc đó là mình phải tức, mình phải cái hậu. Chuyện con cái nó sai trái rồi đôi lúc rồi đó, mình cha mẹ mình giận con giận rồi sao mình bỏ con được. Mình phải khuyên năng nó chứ chắc chắn là em phải có cái gì đó rồi nó mới bỏ đi luôn. Nó sợ em bỏ đi luôn. Không nói gì hết á. Tự nó biết lỗi nó tự đi rồi. Vậy hả? Chứ không có nói gì, không có cự lộn, không có gì mà để mà thích. Ừ. Cho mà để mít lòng không. Coi như là nó sợ mình đánh đập một kia. Ừ. Mỗi ngày giờ mẹ mình chăm sóc gì rồi mình có lớn tiếng hay nặng lời với mẹ mình không? Không, đâu có cái gì đâu mà phải nặng lời lớn tiếng đâu. Ừ? Đâu có cái gì đâu mà nặng lời. Em ừ. Chăm sóc cho mình mà nặng lời gì vậy hả? À, lắm khi lúc trước thì nằm ở nhà thương rồi lắm khi cũng có nó quạo quá. Quạo? Ừ, quạo cũng có này nọ thôi chứ còn cũng... Quạo này nọ thôi. Coi như là mình uống sữa vậy là mình dặn mình buông luôn à. Ừ, ờ, chỉ vậy thôi chứ. Đổ luôn, đổ bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Đổ bỏ. Đổ bỏ luôn. Em biết sữa đó đâu có, em uống không? Uống hết rồi, chứ không có phải là còn mà... Những cái mà bỏ lớn em giận, em dục, em bỏ, em phan đồ như vậy, em biết có ở đâu mà để em uống không? Cái đó nó hết rồi. Ừ. Con còn lon không nghe. Rồi... Bây giờ cái mong muốn của em hiện tại giờ muốn muốn làm sao? Muốn được đi. Muốn được đi? Dạ. Bây giờ anh hỏi em có chịu nói thiệt với anh không? Có, nói nè. Em có sống tốt với bà già không? Anh cần em bữa nay nói thật. Sống tốt là sao vậy? Ừ. Em có bất hiếu với bà già, em có chửi mắng với bà già, em có từng lấy đồ phan bà già. Bữa nay em muốn em nói thật. Hồi trước đây có chén rượu chén trà thì cũng có. Có đúng không? Có lần. Ừ. Rồi tới bây giờ có không? Không. Em nói thật lòng em chưa? À. À. Cho nên nó thử ra cái bệnh tật của em á,
nằm cho tới ngày hôm nay thì một tay của người mẹ mình chăm hết, em hiểu không? Bây giờ quay qua quay lại, bây giờ vợ con đâu còn đây đâu mà chăm cho mình, đúng không? Khi đó xưa em làm có tiền có bạc, em nhậu nhẹt đổ này kia nọ, em không biết quan tâm tới bà già. Ngày giờ hôm nay em nằm ở đây, bà già cũng chăm mình. Em thấy em thương bà già này không? Thương không? Em có thật lòng em thương bà già này không? Bác ra đây bác. Bác qua bên đây nè. Em có thật lòng thương bà già này không? Mẹ dột mà phải thương chứ, đâu phải mẹ dẻ đón đập mình đâu mà không thương. Anh cần em phải nói thật, nói đúng cái lương tâm của mình. Dạ, đúng rồi. Cũng nói thật là chứ có gì đâu mà. Anh đến đây được bao nhiêu lần rồi? Dạ. Anh đến đây được bao nhiêu lần rồi? Cũng không nhớ. Không nhớ hả? Dạ. Em gặp anh lần nào? Không, anh á hả? Ừ. Anh thì đâu có đến đây lần nào. Không có đến đây lần nào đúng không? Dạ. Bây giờ nói em nghe nè. Anh nói đi. Em trước kia em sống không có tốt với mẹ mình. Cho tới bây giờ em cũng không sống tốt với mẹ mình. Cho nên bây giờ nếu như mà em muốn để mà mình á luôn được bình an, luôn được bình phục, sớm được bệnh tật được tiêu trừ, hãy sống tốt với người mẹ này đi. Những gì em với mẹ của em á anh biết hết rồi. Có đúng không bác? Tự cậu nói ra luôn chứ, tại cậu biết cậu nói trước. Yeah. Cậu hỏi mình có đúng vậy không thì mình nói đúng. Dạ. Yeah. Dù mình có nghèo có khổ đi chăng nữa, anh khuyên em hãy sống đúng với đạo đức, đúng với lương tâm của mình, để mong cho mình mau hết bệnh. Đây là cái người mẹ mang mặt nặng để đau mình. Em không nuôi người mẹ này, nhưng người mẹ này thấy mình nằm một chỗ, người mẹ này không bao giờ bỏ cuộc, đi chạy vại khắp nơi mong tìm lại sự sống cho em. Thì thử hỏi lương tâm nào mình đối xử tệ với mẹ mình. Ông già bà già xưa nói nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược em à. Cho nên trước khi em buông những cái lời nói nào ra đối với người mẹ già này, anh mong em phải suy nghĩ lại. Vì với căn nhà quen này, bước ra bước vô em nhìn bao nhiêu bóng người? Không có ai tới lui đâu. Chỉ có mẹ già này thôi đúng không? Tại sao mình phải đối xử với mẹ mình như vậy? Mình ốm đau, mình bệnh tật, mẹ mình chăm mình. Biết rằng người bệnh khổ cực, người bệnh bệnh hoạn đau đớn rất là khó chịu, nhưng mình phải dùng bằng cái lương tri và cặp mắt của mình. Đây là mẹ mình. Dù đây mình nằm ở đây suốt cuộc đời này thì cũng bà mẹ này chăm cho mình. Bà mẹ này năm nay 77 tuổi rồi, mai kia mốt nọ bà mẹ này xế chiều, bà mẹ này xa lìa cái cõi trần này, thì mình nằm ở đây ai chăm mình đây? Ai chăm mình? Anh trước kia cũng khổ cực giống như em vậy thôi, chứ anh không phải là dân giàu có gì. Anh đến đây để em về đời em, nhưng anh đến đây ngày hôm nay anh thay lời muốn nói cho mẹ em, để anh khuyên em. Cảm ơn anh. Những gì mà em dùng những cái lời lẽ nặng nề đối với mẹ mình, anh dùng những cái hành động em phan đồ mẹ mình, anh biết hết rồi. Anh ngồi ngày hôm nay nói chuyện với em có mẹ em, chứ không phải anh nói với mà nó khống, nó vô khống.
Cho nên em phải nó nằm ở đây em mà sám hối, cầu nguyện tam bảo thường nhiệt nhiều vô, niệm Phật nhiều vô. Yeah. Anh nghe nói lúc trước em ăn chay trường mà đúng không? Mới ăn đây. Mới ăn đây chứ không phải là ăn lâu đúng không? Dạ, yeah, chưa có ăn. 6 năm. Ăn chặn rồi mới ăn mặn lại. Em đã biết ăn 6 năm trời ăn chay trường, tại sao mà cái tâm của em hành động như vậy? Đau lộn. Đau ốm cực khổ mẹ già này nè. Cái thân gầy mòn này nè. Em bao nhiêu ký lô? Bà mẹ già này bao nhiêu ký lô? Mỗi ngày phải di chuyển em từ đây lên trên giường, rồi giường lên xuống đây. Trái tim em của em có rung động không em? Nếu nhìn mẹ già nè. Biết đúng không? Biết ngày hôm nay anh mong em bắt đầu kể từ ngày hôm nay đừng để bà mẹ già này buồn nữa. Mình làm đúng với lương tâm, đúng với đạo đức, đạo nghĩa làm con. Một ngày nào đó ông trời sẽ giúp mình sớm mau bình phục. Dầu mình không bình phục đi chăng nữa, mình nói dùng những cái lời lẽ dễ nghe, biết tri ân, biết ơn người mẹ này, đó là bao nhiêu đó là mình đủ trả hiếu cho mẹ mình rồi. Có đâu mình buông những cái lời lẽ đó. Không nuôi mẹ thì thôi, thì đừng bao giờ để cho mẹ mình buồn nha em nhé. Nha. Năm nay mẹ mình bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em 7 tuổi. 77 tuổi đúng không? Em nghĩ mẹ của em còn gánh vác cả cuộc đời của em được bao nhiêu năm nữa? Không biết. Em không biết đúng không? Không biết thì em gắng cố gắng dù một khắc một giờ. Nên dùng cái lương tâm hiếu nghĩa của người con để trả hiếu mẹ mình đi. Nấu cơm lên thôi mẹ ăn trước đi, con chờ mẹ ăn no đi dọn lát nữa con ăn sau. Bao nhiêu đó mẹ mình đủ vui rồi. Bao nhiêu đó cũng gọi là cái lễ nghĩa lễ kính rồi em à. Nha. Mỗi ngày gắng cố gắng niệm Phật. Ngày hôm nay anh đến đây, sự thật là anh gặp em lần đầu tiên. Dù cho em có bước ra khỏi cái nhà này anh đi về, em có chửi bới anh chấp nhận. Nhưng anh đây lại đây anh nói với em là cái đạo lý, cái đạo nghĩa làm người, cách sống làm người. Nha. Mong rằng em phải hiểu những gì ngày hôm nay anh nói. Tuy rằng anh không giúp được gì em nhiều, nhưng anh thấy người mẹ hiền này đau khổ nhiều lắm rồi. Anh không thể nào mà anh làm ngơ. Anh đến đây, anh nhích chút xíu thời gian ra, anh đến đây để anh tâm sự cùng em. Mong rằng những ngày hôm nay những gì anh nói, em hãy hồi tâm chuyển ý. Mỗi ngày nằm đây niệm Phật sám hối, cầu nguyện cho người mẹ này luôn bình an. Hãy tới cầu nguyện cho mình nha em nha. Dạ. Một lời nói nặng với mẹ mình là cái nghiệp, cái tội đó nặng lắm. Húng hồ chi em từng cầm đồ phán mẹ mình. Anh có nói sai không em? Không đúng không? Hôm nay á, biết tại sao không biết nhà em tới đây không? Không. Người mẹ này đi tìm anh, nhờ anh đi chữa trị cứu cho em. Không biết. Vậy mà những khoảnh khắc em nhìn lại cuộc đời của em, khi còn mạnh khỏe, khi làm ra tiền, không ngu mẹ mình, chửi mắng mẹ mình, tới lúc mình nằm một chỗ lại chửi mắng nặng nhẹ mẹ mình, đau lòng lắm. Chưa tính em nằm ở đây mẹ mình pha sữa hay là đút cho mình miếng cơm, miếng cháo, miếng ăn lộ này kia nọ đó, mà em sai ý của em nắm, em phang, em hất, em giục, em không coi mẹ em ra gì. Và đồng tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho mẹ của em
anh Thảo, cái đứa em Thảo, vợ của em Thu Phước đã hết lòng tận tâm giúp cho em có được cái số tiền chạy chữa cho em. Mà một chén cơm hay một giọt sữa mà em đang sử dụng, đó là bao nhiêu cái mồ hôi công sức của tất cả những mạnh thường quân gửi cho mẹ em, mong rằng mẹ em mỗi ngày pha để cho em uống để mau bình phục. Mà vì một cái chuyện bức xúc của em nho nhỏ mà em nỡ lòng nào em cầm những cái thứ đó em phang mẹ mình, em vứt bỏ ra ngoài đường. Đừng làm như vậy nữa em à, nha. Hãy cố gắng quay đầu lại đi em, để cho cái hóa giải được cái nghiệp của mình nha. Niệm Phật nhiều vô, xin ơn trên trời Phật gia hộ cho mẹ hiền mình, mẹ già này của mình sống lâu bên mình. Con xin phép bác, bữa nay con đến đây con nói những lời đó, nãy giờ con có nói sai không bác? Dạ không. Không đúng không bác? Dạ, dạ em nói dùm nó hơn lắm. Dạ. Nhiều khi gì nói nó nghe mà con nói nó nghe. Bác không có khóc nữa. Đau khổ cực khổ lâu rồi. Nghe con nói mà dì hai thương con thương nó mà dì hai mỗi lần. Con có lòng từ tâm con mới dạy em dùm. Dì hai mang ơn con. Dì hai không cần mang ơn con. Nhiều khi dì hai nói nó không nghe mà con nói nó nghe. Dì hai không cần mang ơn con. Vì cái đứa em này thật sự nó chướng nó bướng, nhưng mà chưa có một lần nào để mà nó tự suy nghĩ lại, tự lắng đồng lại, lắng cái lòng của nó lại, rồi để mà nó suy nghĩ, để nó thương bác. Mà khi con tin chắc ngày hôm nay qua những gì anh nói chuyện với em, với mẹ em, anh tin em sẽ có ngày để quay đầu. Yeah. Em làm được chuyện này không? Yeah, được. Em hứa với anh không? Dạ, yeah, hứa. Nhà anh gần ở đây của em á? Yeah. Dạ. Tính của anh là tính rất là nhiều chuyện, cho nên những cái chuyện bất bình nào anh hay đi nhiều chuyện, anh hay xen vô lắm. Thử em gắng cố gắng nghe lời anh nha. Dạ, dạ. Cùng mặt hai. Dạ. Yeah. Có ai nè, nghe là con đừng có buồn nữa nha. Dạ. Yeah. Ráng giữ cái tâm, giữ sức khỏe cho nó nhiều. Dạ. Yeah. Nha. Thì á, con bây giờ nó sai với mình đã sai rồi. Con hai đừng có suy nghĩ nhiều, để mà ráng cố gắng sức khỏe mỗi ngày để mà lo cho nó ăn nó uống. Yeah. Mong sao để cho nó mau lành bệnh. Yeah. Và cô hai cũng nghe là con, mỗi ngày con hai tụng kinh niệm Phật. Nhà này á, con hỏi á, là cái nhà của người ta, người ta đang xây dựng nửa chừng bị đình chỉ công tác ha. Và đồng thời không biết là ngày nào người ta tiếp tục đó, là người ta xây dựng lại rồi người ta lấy nhà lại, rồi mẹ con mình ở đâu nha. Thì gắng cố gắng niệm Phật nhiều vô. Cô hai cứ ngồi tụng kinh niệm Phật gì đó, cứ cầu nguyện trên cầu nguyện. Kinh nghe thì nghe, nhưng tâm của mình, miệng của mình, đức thân mình đọc những lời kinh, những lời tội đó ra, cầu nguyện đi, để cho ơn trên mà che chở, nhờ cái sự phi diệu của Phật Pháp. Yeah. Một ngày nào đó thì biết đâu được có cái bàn tay của bác sĩ nào giỏi để giúp cho em nó đứng lên đi trên đôi chân của mình. Yeah. Em nhớ những gì anh nói không? Yeah. Giá trị sống của cuộc đời này của mình không phải là cái thân xác này, nhưng mà giá trị cách sống và nhân cách sống của mình đối với cha mẹ và cái đạo đức của mình em à. Cái thân này của cha mẹ cho, trời đất tạo hóa cho cái thân này, cho nên mình may mắn mình có được cái thân này, mình sống làm sao ra gắng cố gắng sống cho nó có giá trị nha em ha. Yeah. Thì biết đâu ngày nào đó em sẽ đứng lên nha. Yeah. Cái lưng của em, của cháu em nó còn ở không? Nó về.
em đâu có nổi đâu. Nhưng mà phải đi. Thôi. Thôi được rồi, bác đừng có tháo nha. Thôi được, con thấy rồi, con thấy. Bác đừng có tháo nha. Bác đắp vô lại. Bác nhớ mỗi ngày vệ sinh cho em, nó bác đeo tay, bác kỹ dưỡng rồi cái những cái vết thương này nha. Thứ nhất là cái vi khuẩn, cái hai nữa cái vi trùng nổ này kia nữa, mỗi thứ. Bây giờ á, sáng ngày hôm nay con trả lời với bác luôn. Bữa bác hỏi con á, cái trường hợp của em nó điều trị được hay không, chữa ở đâu, thì bác tìm con là cũng cơ duyên của một cái vị mạnh thường quân kêu bác đi tìm con. Có đúng không bác? Ở bển gửi về chứ không thôi không biết em đâu. Dạ. Cái chị mạnh thường quân nào đó ở bên nước ngoài Mai Hồng thì nói bác đi tìm con để mà tìm cách để giúp cho cái đứa con của bác. Có đúng không bác? Sẵn đây nói em luôn, cái vị mạnh thường quân này thương mẹ già em, thấy cái cảnh mẹ già em đau khổ cực khổ nhiều, cho nên vị mạnh thường quân này nó mở cái tâm Bồ Tát của họ ra, họ chấp nhận, họ chích đi những cái phần ăn phần uống của họ để mà chia sẻ làm sao cho em mau đứng lên, đồng thời giúp cho mẹ của em mau chóng hồi phục, mau chóng giảm được những cái cực khổ. Từ đó mẹ của em á mới lặn lội đi tìm tới nhà anh. Mà đến nhà anh, mẹ em không biết anh là ai, mà anh cũng không biết mẹ em là ai luôn. Tới khi anh Nam hỏi với mẹ em, anh nhìn cái hình ảnh của em, anh nói không xong rồi, cái người con này nó thường bất hiếu với mẹ lắm. Lúc đó mẹ em mới thừa nhận, chứ mẹ em chưa hề nói một điều nào. Chính anh hỏi mẹ em thấy như vậy em có thương người mẹ này không em? Dạ thương. Em thương được bao nhiêu phần trăm? Thương suốt đời luôn chứ đâu có nói bao nhiêu phần trăm, mẹ mình mà. Thương suốt đời luôn. Dạ. Dán nha em. Dạ. Dán cố gắng giữ cái lời hứa ngày hôm nay đối với anh. Dạ. Với mẹ mình chứ không phải là đối với anh. Dạ. Nha. Dạ. Làm những điều nào cần làm, nói những điều nào cần nói để cho mẹ mình vui. Dạ. Đừng làm mẹ mình buồn nữa. Nha. Dạ. Anh mong ngày hôm nay em nói được lời nói này, đó là giúp cho mẹ em một cái liều thuốc tinh thần để tiếp tục sống, và giúp cho em hàng ngày cái ăn cái uống. Một lời nói đơn giản nhỏ nhặt đó thôi, em đủ trả hiếu làm cho mẹ mình vui rồi nha. Dạ. Chứng bệnh của con của bác, giờ con trả lời luôn. Những cái lỗ nó quá to như vậy, rất khó mà làm thuốc rồi đắp bên đông y được lắm. Cho nên cái giờ vấn đề của em nó, đầu tiên phải làm sao mà chị dứt điểm những cái ngoại tử này. Lỗ nào lỗ nấy như cái chén, mà bác hai cứ bỏ cái ngón tay, bác hai chọt sâu vô luôn, nguyên mấy ngón tay chọt sâu vô đó luôn, mũ ở trong đó tùm lum tùm la. Thì làm bây giờ cách tốt nhất á là điều trị trước những cái chỗ mà mũ này nè, những cái lỗ này nè, làm sao cho nó lành đi, nó lành hết thẳng đi rồi bắt đầu nó mới tính tới cái vấn đề tập vật lý trị liệu hay là điều trị đông y như thế nào. Cái này á, bệnh của em á, không có một ngày một bữa đâu em à. Tiền không á em à. Dài lắm em à. Mà bà mẹ này xế chiều rồi, 77 tuổi rồi. Gán nha. Gán cố gắng nha. Tặng
sọt đại không biết quần trai. Qua những gì bác đến nhà con, bác tâm sự, sau đó con có gửi cái clip của bác đến nhà con lên, thì mới có vài tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Con mới gửi lên hồi sáng nay, vài tiếng đồng hồ thôi, thì có mấy cái chị, cái tờ giấy đâu rồi con? Ông thầy ông coi đây rồi đúng không? Ông nói tánh tình của con rồi này kia đó là má mới ngộ nhận, chứ không bao giờ má tới thầy má nói con hỏi đi hỏi mẹ, không bao giờ má nói. Thầy nói y như rằng thành ra hỏi má, má ừ. Anh nói thật với em, má em không phải nói xấu, mà chính anh đã nhìn được gương mặt em, anh đã nói người đứa con này bất hiếu lắm. Má qua tìm chút xíu nữa chú gọi lại con vô nhà đợi đi, kêu ấy làm máy cho cô đi. Chưa bao giờ má thở thẻ nói chuyện gì của con mà cho thầy nghe cả. Con không phải thầy bác ha. Dạ. Con không phải thầy gì hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu sao cái đứa em này, con nhìn qua cái hình con nói với bác hai là đứa em này cực kỳ bất hiếu. Đầu bác hai cũng chưa chịu nói, con mới kể những cái bất hiếu của nó từ lúc nó sống cho tới lúc mà con biết luôn nó có vợ luôn. Thì có đúng nói, không? Dạ. Chứ bác hai không có khai với con. Nói y như anh nhìn cái hình của em, nhìn của hình của em anh nói. Cho nên á, thôi thì ngày hôm nay cái gì nó cũng đã trải qua rồi. Gắng cố gắng nghe anh, thương mẹ nhiều nha. Sau khi anh về không có được mà cần nhận cả giả mẹ nha. Anh ở gần em rất là gần. Nếu em còn một lần nào nữa mà em nặng lời với mẹ mình, thì những cái gì em sẽ nhận lãnh cái hậu quả mà mình đã bất hiếu với cha với mẹ nha. Tuyệt đối sau khi anh về không được nặng lời với mẹ mình. Sắp tới đây anh cũng lên trên công an xã, ở xã này anh nói tới cái vấn đề gia đình của em. Nhà mình có 3 hay 4 người con cô? Dạ 3. 3 người? Dạ. Còn 2 đứa nữa không? Bữa cô nói với con là 1. Một thằng á, nó bỏ nhà. Một người con đi. Một người ở dưới Cần Thơ. Dạ. Một người gái Cần Thơ. Dạ. Hôm bữa là con hỏi cô nói thì có 2 thôi đó. Thì nó chứ đứa con gái ở dưới á. Còn sau khi con hỏi là con biết ở đây là có mấy người con. Còn một thằng nó tự dặn nó chết rồi. Anh nó tự dặn chết. Nó đi trồng dưa hấu mà nó thua có anh chị, có anh lượng vàng nè. Nó về nó mượn mình đi hỏi nó lượng vàng. Mình hỏi sau khi cái clip của bác đến nhà con đăng đãi hồi sáng này. Dạ. Chỉ có chưa được một ngày. Dạ. Thì có một cái em ở bên Cali, em Dân. Dạ. Gửi về cho bác. Dạ. $200. Dạ. Để nó kêu con gửi tặng bác. Dạ. Bỏ túi để dành kiếm cái gì đó ăn uống cho nó đầy đủ sức khỏe. Dạ. Cái em Dân nó thấy bác cũng cực khổ quá rồi. Dạ. Cho nên đó là gửi đây tặng cho bác, rồi bác có tiền thì bác mua cho em nó ăn cái gì rồi bác mua. Dạ. Đó thì con gửi em Dân là $200 là tương đương với 4.630.000 đồng. Dạ. $100 đổi được 2.315.000. Dạ. Thì $200 tương đương 4.630.000. Riêng con trích tiền quỹ ra. Dạ. 2.000.000 đồng con tặng cho cô. Dạ. Rồi để dành để cô có bỏ tiền trong túi để trang trải những cái lúc mà khó khăn. Dạ. Con mang ơn cô đó, cô ở Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình với lại cậu Thang. Dạ. Thành thật cảm ơn cậu và những người Mạnh Thường Quân bên Mỹ. Con gửi đây cho con nha, cô đếm. Dạ. Giùm con nha, 1. Dạ. Triệu, 2 triệu. Dạ. 3 triệu. Dạ. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 6 triệu 6, 30 ngàn. 6 triệu 6. Con đưa cho cô 6.7 luôn.
Đó, con tặng cô thêm 70 ngàn mua hủ tiếu ăn dạ. Với cà phê. Dạ, cảm ơn nghe dạ. Anh dạ, cảm ơn. Dù là 1 ngàn cũng bên. Là một dạ, giọt mồ hôi. Thành dạ. Thật cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Em nên nhớ nha. Dù 1 ngàn cũng là một giọt mồ hôi của tất cả những mạnh thường quân họ nghĩ đến gia đình của em. Đừng bao giờ cầm chén cháo, chén cơm hay ly sữa gì phan ném nữa em à. Hãy sống đúng để giảm bớt cái nghiệp của mình. Mong rằng cho mình mau sớm bình phục nha. Bệnh của em nặng lắm, anh không thể nào giúp được. Sau khi mà cái những cái vết thương này nó lành rồi thì em á, rảnh á, thì anh chạy vô Sùng Chính, anh hỏi bác sĩ trưởng khoa cái tình trạng này của em có giúp được hay không, lúc đó mới tính nha. Quan trọng trước mắt bây giờ muốn bình phục mau bình phục, phải sống mỗi ngày niệm Phật cầu nguyện cho bà thân này luôn nhiều sức khỏe đi. Bản thân mình gắng cố gắng sám hối thêm nha. Tuyệt đối bắt đầu kể từ ngày hôm nay không được một lời nào nói nặng mẹ mình nữa. Để cho cái nghiệp nó xả bỏ bớt nha. Đừng tạo thêm những cái nghiệp nữa nha. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ cho cái tiền này bồi bổ cái sức khỏe vô. Ví dụ em nó thuốc men đổ này kia ở bác chích gia mua thuốc cho em nó uống nha. Đừng nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ, chứ còn không tôi nuôi nó không nổi cậu ơi. Quá trời nó lại lộ ra thuốc men tùm lum hết trơn. Nhiều khi mình đi mua da chai cũng đâu có đi được lâu, 2 tiếng đồng hồ đây xuống dưới chợ dưới rồi gì. Nhiều khi người ta cho cũng được cả trăm, nhiều khi cũng có 20-30 không chừng, không chừng đổi. Cho nên việc nuôi nó cũng rất là khó khăn lắm. Cái gì cũng nhờ mạnh thường quân hết. Đã cho một thùng gạo, rồi lấy gạo để đây dặn cho nó lăn qua nó trở lại, đặng mình đi lượm da chai nhà ai đâu đỡ. Dạ. Dạ. Lượm qua mới mua một chiếc xe đạp cũ 50 ngàn, đỡ bán da chai. Ông da chai mới nói cái thùng này nè của người ta ăn trộm ta bán. Thôi giờ tôi đổi xe bà với cái thùng này. Dạ. Rồi bà về có thể bà mua cái thùng kiến bà để lên đó, có thể bà bán được nồi cháo hay là hoặc bà bán bánh nước được. Dạ. Bà lấy cái thùng đó bán, thành ra mới đem cái thùng về để đó. Dạ. Yeah. Chứ không thôi không có cái thùng đó đâu. Còn cái thùng gạo hồi nãy con vô bà hay, con hay lôi cái thùng gạo đó người ta mới cho hả? Dạ, thùng đó chắc trục đó. Trục ký hả? Dạ, chắc đổ vô thùng đó. Rồi để đây nè, chẳng yeah. Cho nó dính qua, dính lại. Dạ. Yeah. Nó dính nó lăn qua được, yeah. Khỏi đỡ. À, tức là để cái thùng gạo để làm cái thế để cho nó nắm à, để thùng qua. Gạo đây cho nó có cái thế nó làm qua. Bác hai mỗi ngày nó lên trên giường này sao? Tôi đỡ vậy nè. Bác hai đỡ, thôi bác hai nói thôi, bác đừng có đứng lên. Đỡ nó ngồi về đây, rồi cho nó ngồi dẫn đi, rồi mới chạy ra. À. Chạy mấy cái này dưới đặng lót đít. À. Cho nó có tao chứ chúng ta có xu này thì à. Nó không có chính chứ niệm. À. Rồi mới đỡ ngồi, rồi mới ôm ngay cái cho bụng lâu từ từ lại đây, rồi cho nó ngồi xuống cho tôi khỏe khỏe ăn cái. Rồi lại đây tôi đứng bọc giò, còn giò đầu gối này nè hấp cái đít nó lên, cái nó nằm ngửa ở đây. Có bữa tôi té về cái nó nằm trên đây luôn. Vậy hả? Cái tôi xô nó qua bên này, rồi cái tôi ngồi dậy tôi mới đỡ nó lên. Đỡ cái đầu vô xong rồi mới nắm 2 cái giò lên sau. Rồi mới kẹo lên giường nắm 2 cái giò kéo vô mới sửa lại được. Sửa từ từ, hồi đem lên gần gần cái lấy cái đầu gối hấp cái đít lên. Đã lên được đít gỡ. Lúc đó nó té ngửa vậy, nó té ngửa tôi cũng nằm ngửa. Nó có hộ đập lên cái đó đau chết mẹ nên lấy cái gối kề. Lỡ tôi té, tôi không có đập đầu vô cạnh giường nữa, chứ không thôi tôi đập đầu cái cung liền. Yeah. Rồi giờ tôi lấy cái gối, tôi kê, cái gối ôm dài đó, kê. Đặng tôi lỡ ẩm nó lên, lỡ có té, tôi nằm ngửa, nó không có đập đầu. Yeah. Rồi tôi mới ôm nó lên từ từ, lỡ mới ôm từ 2 cái giò lên. Yeah. Chứ hồi té 2 giò vẫn còn nằm đây. Yeah. Vậy đó. Bỏ cái xuống nó dễ hơn cái lên. Yeah.
Rồi em thấy mẹ mình nói thế, mà mình nhìn mỗi ngày mình ở với mẹ mình, những khoảnh khắc mình nhìn thấy những hình ảnh đó mình thấy đau lòng. Chín giờ đau lòng té hoài. Ừ. Ấm té hoài. Mẹ con té hoài à. Ừ. Ấm té hoài. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Những gì anh nói, em nói với em mà em chính em hứa với anh. Dạ. Là không có mà được hổng với mẹ mình nữa. Dạ. Nha, là ngày hôm nay em nói với lương tâm của mình, em nói với mẹ của mình, hai bên da giá của em. Dạ. Trời Phật nghe hết á. Dạ. Nghe. Dạ. Gán giữ những gì mà mình nói để đừng mà làm mẹ mình buồn nữa nha. Dạ. Qua đây con xin phép bác hai con đi về. Dạ. Cho con nói rõ là chuyện cái chuyện này con không có nhúng tay vô giúp được. Dạ. Thôi cố gắng để gán cố gắng trừ khi lành. Nào vết thương nó lành. Dạ. Và lúc đó báo con biết. Dạ. Thì con chưa chắc là con nói là giúp được. Còn chị hỏi mấy anh em bác sĩ. Dạ. Chuyển khoa bên vô dùng chính ở những cái khoa này. Dạ. Ha. Dạ. Coi giúp được hay không. Dạ. Ha. Hoặc là con hỏi bên ở trung tâm vật lý trị liệu như thế nào, hoặc là bên Đông Y. Và từ đó để con hỏi nha. Dạ. Bây giờ là nằm á, con phải xem về nè. Dạ. Đó còn phải dịnh, dịnh về nè. Cho nó im cái hả. Dạ. Rồi mới cái này. Đừng cho cái giò này nó lật nó xếp qua bên đây hoài nữa, là người ta rất khó là chỉnh ra lại. Cái giò này mới để em về. Giò này em nhúng nhích được không? Không có cái nào nhúc nhích hết á. Nhưng mà có một cái vậy nè. Bác hai ngồi lùi ra con. Hai đụng nó. Bác hai ngồi lùi cho con. Dạ. Bác hai đi rửa cái tay đi. Cái tay của bác hai nãy chọt vô trong cái lỗ cái nó. Dạ. Giờ em nhóm các bạn giờ em nhóm lên về giống anh không. Nhóm nha không. Không không hả? Yeah. Đau không? Không. Đau không? Không. Đau nhiều không? Không có đau mấy. Không có đau hả? Ngay cái vú rồi. Từ đây ngắt cỡ nào tới đây là không có cảm giác xuống. Là từ cái vú này là bắt đầu nó tê. Em lấy cái dài em hất qua nè. Dạ. Lấy cái dài hất qua mình kìa. Không được. Cái dài của em hất không? Hất cái dài thôi. Không được. Không. Ở nhà mỗi ngày niệm Phật cầu nguyện vô nha. Yeah. Dạ. Cầu nguyện nhiều vô. Bản thân mình phải tự dùng tự lực của mình ha. Dạ. Gán gượng được cái gì cái gượng. Dạ. Gượng để kích thích tất cả những cái hệ thần kinh của mình ha. Dạ. Dùng hết sức, dùng bằng cái tâm thức, cái lực của mình để mà mình cố gắng, mình nhúc nhích, mình làm được cái chuyện gì đó để kích thích tất cả những cái cơ, những cái hệ thần kinh mình lên. Một ngày, một phút, một giây, em làm vậy hoài đi nha. Dạ. Điều đặc biệt đừng quên niệm Phật, sám hối, cầu nguyện cho mẹ mình. Dạ. Nha. Con xin phép bác hai con về nha. Khi nào vết thương nó lành đi rồi bác hai nói con. Rồi lúc đó con hỏi bác sĩ nha. Dạ. Có chỗ nào quen biết được thì con hỏi nha. Qua đây Sang cũng xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái câu chuyện của cô Liên. Cô Liên. Dạ. Nuôi người con bị bệnh nằm một chỗ. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Đã có, đặc biệt là quý vị Mạnh Thường Quân. Dạ. Quý vị Mạnh Thường Quân mà trước kia đã giúp bên cái kênh của em Thảo cũng như em Phu Tha.
để bao bao nhiêu tiền của để mà giúp cho em ấy, nhưng mà em ấy cũng không có đứng dậy được. Thì đó cũng là một cái vấn đề có cái việc mà cái bệnh tình của em ấy. Cho nên qua đây sang xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Xin chào quý vị khán giả. Chào. Rồi chiều hết nắng rồi. Hello, xin chào cả nhà. Như vậy là cả nhà đã hiểu ra câu chuyện rồi đúng không? Sang sau một cái buổi chiều lang thang trên phố đi nhiều chuyện, phải cải trang như thế này đây, áo te tô luôn đó. Quý vị nhìn kỹ không, mà áo dách mà cạo với cột với thun luôn nè đó. Trời ơi, phải cải trang giả danh, cái này người ta nói từ lưu manh giả danh chi thức. Nhờ một cái buổi chiều lang thang cho nên là chúng ta hiểu thêm mà cái câu chuyện cho nó rõ ràng chút. Thì qua đây thì cái chuyện mà của chị bà cụ 77 tuổi và người con trai nằm liệt một chỗ, thì Sang trước khi mà kết thúc cái clip này, Sang muốn về nhà Sang nói với lại quý vị vài câu để quý vị yên tâm. Tức có nghĩa là tại có mặt ở bệnh nhân ở đó thì Sang không dám nói ra là sợ mất công tinh thần của bệnh nhân, người ta sẽ bị suy sụp. Cho nên Sang chỉ có nói suông, về nhà Sang sẽ nói rõ cho quý vị biết là bệnh nhân này một cái lỗ bên hông, ở bên hông của cái phần mông thì nó to đùng nha, đó nó gần bằng cái chén luôn á. Rồi cái tay của người mẹ chọt sâu thủm vô trong đó luôn, cả khúc như nè. Giờ thêm một cái lỗ ở đằng sau cái xương chậu á, nó nằm trên xương chậu tí xíu đó, nó là cái phần mà của đốt cột sống luôn á, nó dọc xuống tới cái chỗ xương chậu thì cái lỗ rất là to lắm, mà nó thành nguyên một cái hang luôn. Thì khi mà mở ra xem, Sang thấy là nó bị hoại tử hết trơn, mủ nó thối hết. Thì cái vết thương này theo như Sang nhìn á thì nó đã hoại tử, không cách nào mà nó cái thịt của nó liền lại được, nó chết hết rồi. Tay mà còn thọc vô trong đó được, mà người mẹ mà mở ra coi rồi lấy tay thọc vô trong đó thì cái vấn đề nó vệ sinh là cũng không có an toàn. Cho nên cái em này thì cái phần mà hai cái vết thương đó là chắc chắn nó bị ngoại tử, không cách nào mà lành, lớn quá luôn. Thì xe theo như Sang nhận định riêng của Sang thôi nha, thì từ cái vấn đề ngoại tử đó thì khó khi nào mà để mà điều trị được cái hai cái chân của em ấy. Hai cái chân của em ấy thì coi như là lật lìa lật lọng luôn à. Mà một khi mà bệnh viện đem qua tới bệnh viện quận 8 nhờ em Thảo đưa vận động mạnh thường quân, nghe đâu cũng hơn 200 triệu đổ lên đó. Giờ em vui phút nữa thì số tiền nó cũng khá lớn mà để mà điều trị từ ở bệnh viện này tới bệnh viện kia gì đó, mà vô cuộc đã đưa về nhà thì hết tiền điều trị thì cũng Sang cũng biết nói làm sao. Thì cái trường hợp này đó chắc chắn là muốn giúp cái ca này cực kỳ khó luôn. Phần ngoại tử là coi như là xong rồi, hết cách cứu rồi. Còn phần chân mà nếu như mà em ấy không bị ngoại tử thì có thể kết hợp để mà người ta tập vật lý trị liệu hay dùng đông y gì đó để mà chữa trị cho em. Thì cho nên cái việc trước mắt là phải cái vấn đề ngoại tử, thì ngoại tử đó là coi như là thua. Sang nói luôn là theo nhận định riêng của bản thân Sang là coi như là thua rồi, hết cách rồi. Thì khi mà chị về ngoại tử mà đã hết cách thì cũng khó lòng mà chị được cái vấn đề mà đôi chân của em mà để mà đi được. Thì cho nên Sang muốn kết thúc cái clip này
Sang muốn kết thúc cái clip này thì Sang nói rõ cái phần cuối để cho quý vị nắm rõ. Thì từ đó quý vị nắm rõ để mà quý vị Mạnh Thường Quân tự đưa ra cái quyết định có nên giúp hay không. Thì cái đó quý vị nên xem kỹ những gì nghe và nghe kỹ những gì Sang nói. Rồi lúc đó quý vị tự quyết định. Thì nếu mà có giúp thì ta nên là cho em ấy cũng như là cho người mẹ cái ăn nuôi sống để kéo dài sự sống. Còn nói về cái chuyện trị bệnh thì nhận định riêng của Sang, Sang không chịu ẻo ai hết. Những gì mắt của Sang thấy, Sang nhận định riêng của Sang thôi. Thì coi như cái phần ngoại tử là hết cách cứu rồi nha quý vị nha. Mà qua đây quý Sang cũng đã trình bày sơ để quý vị nắm rõ cái trường hợp của bà cụ như vậy. Thì rất mong quý vị hiểu và những gì Sang nói và cũng như là hiểu những gì Sang làm. Mong rằng quý vị đồng tình với cách làm của Sang. Thì chính vì nhờ Sang cải trang như vậy, Sang mới vô, mới nói chuyện được cái người con trai của trả dùm cho 2000 ông không gian dùm nha. Thì Sang chỉ nói sơ với là quý vị về để Sang cải trang vô gặp người em đó để nói chuyện với người em đó. Thì qua cái nói chuyện thì tôi tin chắc tất cả những trái tim nhân ái, những người nào mà có cái tấm lòng nhân ái đó, nhưng có những cái tấm lòng nhân ái thì khi nghe qua câu chuyện này thì chắc chắn một điều ai cũng phải động lòng. Nhưng cái người cậu con trai này chưa hề có dấu hiệu sám hối. Sang chỉ có nói cái vấn đề này để quý vị nắm rõ, chưa hề. Thì mong rằng em ấy sau đêm nay em ấy sẽ lắng động lại để mà thật tâm mà sám hối, để mà cầu nguyện chư Phật gia hộ nào cho mình mau chóng hết được cái bệnh tật. Sang chỉ mong điều đó, chứ Sang không có chù quẻo hoặc là nói làm sao để cho người ta đừng đứng lên. Sang không phải nói vậy. Sang nhận định theo cái những gì Sang thấy, Sang biết là Sang nói thôi. Qua đây Sang chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi trong suốt cái quá trình Sang đi nhiều chuyện cho tới giờ về tới nhà. Bây giờ bắt đầu mới tháo cái nón ra thôi. Hy sinh hết cái áo, cắt te thua luôn nè. Đó. Đây, cột dây thun cắt ở đây để đi vô tiếp xúc với người con trai. Với bụng lỗ lỗ nữa chưa. Đây. Cái thằng đệ tử của tôi á, nó lấy viết nó chọt lủng lỗ cái áo tôi te tua luôn đó, thấy không, quá trời luôn. Nó cũng thương sư phụ nó lắm. Lâu lâu thấy sư phụ nó chạy xe Honda, đưa cho chiếc xe Honda chạy hết xăng giữa đường chơi vậy đó. Như quý vị thấy không, cái thằng này nó thuốc đủ kiểu thuốc luôn. Thôi xin chào quý vị khán giả nha, hẹn gặp lại cái video sau.